Mùa đông đã thực sự bắt đầu tại Hàn Quốc và trong tiết trời giá lạnh này, người dân tại xứ sở kim chi muốn dành cho nhau những điều tốt đẹp, ấm áp tình người. Nếu như làm kim chi từ thiện đã trở thành thông lệ hàng năm, thì những thước phim tài liệu ngắn sưởi ấm trái tim khán giả là món quà mà kênh truyền hình Ariang muốn gửi tới người dân không chỉ tại nước mình. Tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Đó là cách những cậu bé này đang chia sẻ về giấc mơ chung của mình. Nhưng đó là cả một hành trình dài, đầy mồ hôi và nước mắt, và đôi khi cần cả sự hy sinh. Tuy nhiên, cùng với vị huấn luyện viên mới này, những cậu bé đang tiến gần hơn với khát khao của mình. Thước phim tài liệu này đang kể lại những câu chuyện cảm động về tinh thần đồng đội, sự học tập và làm việc chăm chỉ cùng ý chí quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc. Có rất nhiều người lớn trong chúng ta dễ dàng bỏ cuộc, nhưng những cậu bé này đã nắm thật chặt ước mơ của chúng và đối mặt với mọi khó khăn với lòng dũng cảm. Đó là điều mà chúng ta cần học hỏi. Còn đây lại là một câu chuyện khác. Ông bà đã cưới nhau được bao nhiêu năm rồi? 76 năm rồi. 76 năm bên nhau, và bây giờ cả hai đều đã hơn 100 tuổi. Hai ông bà đã cho thấy sức mạnh của tình yêu. Được biết đến như những kẻ si tình 100 tuổi, họ mặc quần áo truyền thống của Hàn Quốc mỗi ngày, và thậm chí cả khi ngủ, họ cũng vẫn tay trong tay. Một câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường. Tình yêu họ dành cho nhau có sức lan tỏa rất lớn, là bức tranh hoàn hảo cho mọi gia đình, và hy vọng rằng câu chuyện của hai cụ sẽ thu được những phản hồi tốt. Theo Arirang, bộ phim tài liệu về tình yêu này đã được hàng ngàn người theo dõi, vượt xa sự mong đợi. Điều đó cho thấy xã hội luôn luôn sẵn sàng cho những câu chuyện về tình yêu đích thực.